Thưa quý vị, giai đoạn 2015-2016, các bệnh viện tuyến cuối cỡ thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 10 ca bệnh viêm não tự miễn hiếm gặp. Đây là tình trạng gây viêm nhu mô não tổn thương hệ thần kinh trung ương. Bản đi một thời gian, mới đây bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều ca bệnh có trường hợp tử vong khi không phát hiện điều trị kịp thời. Cụ thể, bệnh nhân nữ đầu tiên 24 tuổi được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến vào tháng 3 với chẩn đoán viêm não. Bệnh nhân từng nằm tại bệnh viện Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển về bệnh viện tỉnh. Biểu hiện của bệnh nhân gặp phải là tri giác lơ mơ, có tiền sử khối u quái buồng trứng. Số lượng bệnh nhân viêm não tự miễn nhập viện tại bệnh viện Chợ Rẫy trong hơn một năm qua có 17 ca. Độ tuổi mắc bệnh trung bình là 22, trong đó có 50% ca có u quái buồng trứng, 25% có u ở cả hai buồng trứng. Đây là loại bệnh mới được phát hiện. Những bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nặng, 80% hôn mê, co giật, dẫn đến việc điều trị khó khăn và phức tạp. Hiện điều trị khỏi 9 ca, đang điều trị 4 ca và 4 ca tử vong. Tại Việt Nam, dù ca bệnh đầu tiên được ghi nhận từ năm 2007, nhưng đến nay thông tin về bệnh lý này vẫn chưa được thống kê đầy đủ, phác đồ điều trị vẫn còn rất mới. Không có thời gian đi khám bệnh, tâm lý sợ đến bệnh viện thành thói quen. Nhiều người tự làm bác sĩ hay nghe theo lời mách bảo chữa trị theo cách dân gian. Việc làm này như con dao hai lưỡi mà không ai lường trước được những nguy hiểm có thể xảy đến. Với bệnh tiểu đường, trong y khoa thì phải dùng thuốc ức chế thời gian dài. Nhiều người không chấp nhận, tin tưởng để liều mình đánh đổi tính mạng vào các bài thuốc gia truyền không cơ sở. Chạy quảng cáo trên các nền tảng Internet, mạng xã hội, YouTuber, Facebook với thông tin thầy Lan Vinh tại tỉnh Lạng Sơn và thầy Lan Huy tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên chữa bệnh tiểu đường, có thuốc đặc trị hiệu quả. Để bệnh nhân tiểu đường tin tưởng, không nghi ngờ, thì các đối tượng phân vai đóng giả bệnh nhân gọi điện để tư vấn việc khám, mua thuốc, cách thức uống thuốc, liệu trình điều trị uống thuốc. Sau khi người bệnh tin tưởng đặt mua thuốc thì các đối tượng đến các hiệu thuốc tân dược mua thực phẩm chức năng hỗ trợ giá từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng một hộp về bóc vỏ nhãn mác và ghi cách uống điều trị dán lại vào hộp thuốc để bán cho người bệnh với giá từ 3 triệu đồng đến 90 triệu đồng một hộp. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chương Mỹ thông báo tìm nạn nhân trong vụ án. Những người mua thuốc điều trị tiểu đường của các đối tượng liên hệ để phối hợp giải quyết. Các đối tượng trong vụ án câu kết chặt chẽ, hoạt động phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, phương thức thủ đoạn tinh vi. Sau những bữa tiệc bung xõa, nhiều người quên khẩu hiệu uống rượu bia thì không lái xe, để rồi quá chén quá đà trên đường về gặp cảnh sát giao thông là ngàn lẻ một chiêu trò để biện minh. Tối qua, tổ công tác gần 10 cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đóng lỏng trên quốc lộ 6A qua địa bàn quận Hà Đông hướng đi bến xe Yên Nghĩa. Tổ công tác tiến hành dừng xe máy của người đàn ông có tên viết tắt là NTK, yêu cầu người điều khiển xe hợp tác kiểm tra cùng. Anh ca cứ quanh co, chỉ uống một lon bia. Bản thân là người buôn bán hoa quả đang trên đường về chợ đầu mối nên không có tình trạng say xỉn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm mức 0,392mg trên 1 lít khí thở, tương ứng với mức phạt tiền 4 triệu 500 ngàn đồng. Do tòa nhà cao tầng, buộc lực lượng chức năng phải dùng xe thang phá cửa kính ở tầng 6.